Bây giờ mọi người hãy nói theo lời khai phóng những lời công bố của tôi. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con chuộc tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con chuộc năm 2024. Tất cả mọi kế hoạch, mọi chương trình của Chúa cho 12 tháng cho con và gia đình con phải thành hiện thực. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, ta phá hỏng mọi chương trình, mọi kế hoạch của ma quỷ, của địa ngục trên tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, năm 2024. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta được thành công và thịnh vượng tâm linh, tâm hồn, thân thể, kinh tế, cá nhân, gia đình, công việc. Trong danh Đức Chúa Giêsu, kẻ thù do một đường tấn công phải do bảy đường chạy trốn trước mặt ta. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta nói với tương lai, mọi điều Chúa đã lên kế hoạch phải thành hiện thực. Trong danh Đức Chúa Giêsu, Thiên sứ Đức Giê-hô-va gìn giữ, bảo vệ ta. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta được bình an, gia đình ta được bình an. Trong danh Đức Chúa Giêsu, mọi công việc chúng ta làm đều được thành công và thịnh vượng. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta có thể làm được những việc Chúa bảo ta làm. Trong danh Đức Chúa Giêsu, Ngài là năng lực, là sức mạnh của ta. Trong danh Chúa Giêsu, ta phá hủy linh bệnh tật, đau yếu, tai nạn, cướp giết, hủy diệt tài chính, sức khỏe, gia đình, các mối quan hệ phải ra khỏi ta. Hỡi Satan, ra khỏi 12 tháng, ra khỏi cuộc đời chúng ta, ra khỏi gia đình chúng ta, ra khỏi công việc chúng ta, ra khỏi chức vụ của chúng ta. Trong danh Đức Chúa Giêsu, Thánh Linh Ngài cảm động con, bội phần, con nhận lấy Thánh Linh, nhận lấy sức mạnh từ nơi Ngài, nhận lấy sự khôn ngoan, sự soi sáng và mặc khải từ nơi Thánh Linh. Con bước theo Thánh Linh và đắc thắng trong danh Ngài. Sự mạnh mẽ, uy quyền ở môi lưỡi của con. Trong danh Giêsu, 2024, con là nguồn phước cho nhiều người. Con sẽ cầu nguyện nhiều người được lành bệnh, nhiều người được giải phóng ra khỏi tà linh, ma quỷ, ức hiếp, nhiều người được tự do, nhiều người được cứu. Trong danh Giêsu, con được phước, những người quanh con đều được phước. Con tạ ơn Chúa. Amen. Dâng cho Chúa chẳng có tay thật lớn anh chị em.